Siro làm ra với mục đích giải trí, không mang tính tiêu cực, không cổ suý cho bất kỳ hành động xấu nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Và đây chỉ là game nên các bạn đừng bắt chước theo nha. Tôi xin cảm ơn. Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ, hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ. Ở đâu có lời hứa, ở đó có Siro, chuyên gia của chuyên gia giữ lời. Siro official. Hey yo, hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Siro và chào mừng tôi đây. Mấy bữa nay tôi đang bị đạn nên là cái mỏ của tôi nó bị sưng lên rồi các bạn ạ. Đau quá. Mặc dù cái mỏ của tôi đang đau vậy đó, nhưng mà tôi vẫn cố gắng lên đây ngồi làm clip cho anh em coi. Là thấy tôi thương anh em cỡ nào rồi đúng không? Bởi vậy bấm like đi mấy đi. Bấm vào cái nút like để ủng hộ tôi đi mấy ba. Được rồi, và trong cái video nâng cấp map bước nhảy không gian lần trước, mình đã có từng hứa với các bạn rằng nếu như map đó đạt đủ 7.000 like thì mình sẽ làm một video speed run của map bước nhảy không gian này. Thật ra anh em like cũng vui đó, nhưng mà chưa bao giờ tôi mong rằng anh em hãy like chậm lại như bây giờ. Cái gì đâu mà nhanh như vậy mấy ní, 7.000 like mà làm như hả 100 like hay gì vậy đó. Nhiều cái trong một đêm lên 7.000 luôn vậy. Ủa bộ mấy ông tôi sợ speed run map này lắm hả? Không, đó không phải mục đích chính của mấy ông. Cái mấy ông muốn là canh tôi lọt lỗ chắc luôn, xua kèo luôn, chứ không có cái gì khác nữa đúng không? Rồi, anh em thích thì ngày hôm nay tôi sẽ làm một quả video speedrun nhảy nhanh nhất của map bước nhảy không gian này cho anh em coi. Và các anh em nào nhảy nhanh hơn tôi luôn. Ok. Ok, nhưng mà trước khi bắt đầu, nếu như bạn nào đã đi ngang qua và đã thấy đặt mặt vào video này, đừng quên để lại một like và xem video của mình cho kênh YouTube của Siro Show. Bởi vì điều đó rất là miễn phí và rất nghe là các bạn, nhưng nó lại là cái nguồn động lực rất lớn để tôi hay làm nhiều video hay hơn cho các bạn xem nha. Và các bạn hãy nhớ rằng Siro sẽ livestream mỗi tối trên kênh Siro Gaming. Nếu như các bạn muốn ngồi nghe Ro nói chuyện hoặc là ngồi coi Ro chơi game thì các bạn thể lên trên kênh livestream của Ro là Siro Gaming mỗi tối để có thể coi Ro livestream nha. Đó, các bạn cũng đừng quên làm những điều tương tự với anh em của mình Nước Ruby. Còn bây giờ thì chúc các bạn một trải nghiệm qua video vui vẻ. Let's go. Rồi, tại vì tôi lười làm một cái đồng hồ ở trong cái bản edit video quá nên là tôi làm một cái chích gờ để cái đồng hồ ở đây luôn anh em ạ. Nhưng mà cái đồng hồ của tôi nó hơi lỏ xíu anh em. Và phải nói thật thì cái đồng hồ của tôi là một cái đồng hồ sai số cực nhiều luôn anh em ạ. Thì đây là cái chích gờ của cái đồng hồ đó đây. Oh my god, tôi nghĩ là nếu như mà bạn nào không biết chích gờ, các bạn nhìn vào các bạn sẽ không hiểu gì đâu. Còn nếu như bạn nào hiểu chiếc G thì các bạn nhìn vào thì các bạn cũng sẽ kiểu What the happened? Are you doing bro? Chính xác là như vậy đó. Cô biết tôi làm gì với cuộc đời này nữa. Tôi làm ra một cái bản chiếc G mà nó sai số siêu nhiều luôn. Thiết nghĩ ví dụ như mà có ai mà gành gành và mini world á, xong rồi chỉ tôi làm một cái đồng hồ trong mini world để tôi đếm giờ để canh thời gian cho anh em thì vui biết mấy à. Vui thiệt chứ không phải là khều anh em để anh em chỉ đâu. Thật ra thì cái đồng hồ này nó bị lỗi nhiều quá anh em à. Tại vì căn bản là cái đồng hồ này là mình phải tính riêng cho từng người, anh em hiểu không? Tức là bình thường khi mà vô game á, anh em sẽ thấy một cái đồng hồ nó hiện lên thì cái đồng hồ là đồng hồ của chung, tức là đồng hồ chạy xuyên suốt game luôn. Còn cái đồng hồ mình muốn đây là một cái đồng hồ mà sẽ chịu tính riêng từng người, tức là để cho coi là các bạn nhảy trong bao lâu á, xong mà khi vừa dứt cái đồng hồ sẽ dừng lại đó, kiểu vậy. Và khi mà nó dừng lại rồi thì anh em sẽ được xếp hàng ở bên đây. Nhưng mà hiện tại tôi đang cảm thấy nó khá là nhiều lỗi trong cái bộ chiếc G này nên là nói chung là tôi mấy bữa nay tôi ngồi tôi đắn đo suy nghĩ và tôi phải thức trắng đêm anh em à. Hôm qua không ngủ. Dạ, hôm qua em không ngủ để em thức em sửa con map này, nên là mấy anh trai mà có lỡ ghé qua cái video này để lại một like giúp em nha. Cái nút like dưới đây nè mấy anh trai, trời ơi thức đêm thức khuya làm map mệt lắm. Nói chung là anh em cứ báo lỗi là tôi sửa, báo lỗi là tôi sửa à. Rồi xong hả, vì cái chiếc G mà đồng hồ với cái bảng xếp hạng nè, nói chung là làm tắt ra từng cái hay được anh em. Làm cái bảng xếp hạng riêng thì làm được, làm cái đồng hồ riêng thì cũng làm được, nhưng mà làm cái đồng hồ mà để xếp hạng coi coi ai nhảy nhanh hơn xong rồi được đưa lên top 1, xong rồi đẩy cái người nhảy chậm hơn xuống top 2 thì nó hơi căng anh em ạ. Tôi mò từ tối qua tới giờ, à không, chính xác hơn là 3 ngày rồi tôi mò chưa ra má. Nên là anh em nào biết thì anh em chỉ tôi nha. Được rồi, còn ngày hôm nay thì mình sẽ speedrun nha anh em. Thì cái thời gian của map này là chỉ cần khi mà anh em vào map thôi, tức là anh em vào map là đồng hồ nó sẽ chạy anh em không. Đồng hồ ở ngay phía trên đầu nè anh em không, cái đồng hồ màu đỏ nè, thì nó sẽ chạy như thế anh em thấy không. Và anh em có tin là tôi sẽ nhảy map này với thời gian dưới 30 giây không? Không điên được một gian luôn. Ông tin hả? Coi nè. Ok, trước tiên mình sẽ bật lại cái chế độ này trước nha anh em ơi. Để cho thời gian nó reset lại ha. Rồi, anh em nhìn tôi biểu diễn ảo thuật cho anh em coi nè. Nhìn kỹ một lần duy nhất thôi nha. Trời ơi, trời ơi, như này sao biết lên bao nhanh luôn anh em à. Ôi, dưới 30 giây luôn. Trời ơi, 13 giây. Dễ. Thật ra giỡn anh em vậy thôi, anh em đừng ném đá tôi nha. Rồi, giờ nhảy nghiêm túc nè anh em, giờ nhảy nghiêm túc nè. Giờ là chuyển map nè, xong rồi
Rồi đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Nói chung thì hồi xưa mà anh em mà chơi cái con map này thì anh em sẽ không có cái bộ đồng hồ đếm, anh em phải tự dán đồng hồ đếm để anh em coi sẽ biết lên bao lâu đúng không? Không anh em ạ. Ngày hôm nay thì nói chung là cái đồng hồ nó có sai số. Nhưng mà ví dụ như một mình tôi sai á, một mình một đứa mà kiểu làm một cái đồng hồ sai á thì nó không công bằng đúng không? Còn này là hả, ai vô map này cũng sử dụng cái đồng hồ sai gì hết thì nó là sự công bằng rồi anh em ạ nha. Tại vì tất cả mọi người đều dùng chung một cái loại đồng hồ mà. Dạ. Yeah. Rồi ok, đi tới đây mà 30 giây được là tôi cũng thấy gọi là an tâm mình nè anh em à. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi có thể làm tốt hơn như này nhiều. 30 giây là quá dài cho cái đoạn đó anh em à. Rồi cái đoạn này nó có một cái đoạn đường tắt rất là dễ luôn. Tôi sẽ chỉ cho anh em một cái đoạn đường tắt bên đây. À mà tôi quên nói với anh em một điều nữa là hiện tại cái map này, cái chế độ quan sát ở trên BE nó đang bị lỗi á các bạn ơi. Nên là bạn nào chơi trên BE thì các bạn không bấm chế độ quan sát giúp mình nhé. Còn nếu mà anh em muốn bấm chế độ quan sát để anh em đi vòng vòng anh em coi map thì cũng ok. Tại vì hiện tại trên BE thì cái chế độ quan sát là coi như là nó bị bấm vô cái là anh em bay vĩnh viễn luôn á mấy ní. Dạ. Mà vô map bắt cua mà anh em bấm cái đó chế độ quan sát lên để anh em bay thì vô bắt cua làm gì để đúng không? Rồi ok. Nhưng mà hình như là tôi cài cái trigger đồng hồ này nó hơi lắc anh em ạ. Tôi nãy giờ tôi thấy tôi đi là tôi giật mấy lần rồi đó mấy ní. Rồi. Ui ôi. Tôi thấy nãy giờ là tôi đi là tôi bị giật mấy lần rồi đó nha. Rồi ok. Ui. Đoạn này có anh em nào nhảy được như tôi không? Ôi cái đoạn xéo xéo đấy, coi anh em nào nhảy được như tôi không? Điểm danh phát mini ơi. Rồi. Đoạn này thì thật ra là mình có thể nhảy thẳng qua luôn như này, nhưng mà mình cứ phải bấm tường cho nó chắc anh em à. Đấy. Rồi ok. Chứ cái đoạn đấy mà mình nhảy thẳng qua luôn mà kiểu nhảy full đà anh em mà mình không bấm tường ấy là chắc là nó sẽ rút được lại tầm khoảng một ít thời gian rồi đấy các bạn ạ. Nhưng mà cài cái đồng hồ này vô nó lắc quá anh em à. Có anh em nào biết cái trích giờ đồng hồ nào mà nó ok la xíu không anh em chỉ tôi với anh em ơi. Ôi xài cái đồng hồ này nó lắc tung chảo luôn mấy ní à. Rồi đoạn này thì nhớ đường này, đoạn này anh em phải nhớ đường nhá. Đoạn này anh em nè. Wow, mỗi lần mình té như vậy là mình phải đi xét cuộc đời đấy à. Hay thế nhờ. Wow, nhưng mà map này có vẻ đang hơi lắc anh em à. Map này có vẻ đang hơi lắc anh em. Tôi khi mà tôi thêm cái trigger thời gian vào nó lắc vãi luôn ấy. Thật sự. Tại vì cái trigger thời gian này là nó phải hoạt động theo từng mili giây luôn anh em. Tức là cứ mỗi một mili giây là nó phải chạy anh em à. Nên là hả, cái trigger này mà thêm vào map cái là thôi xong luôn. Nên là tôi hy vọng là anh em mà có một cái bộ trigger nào mà về thời gian mà nó ổn map xíu anh em cho tôi xin với các bạn ạ. Chứ chơi cái trigger này mà để... Rồi, bây giờ là thiên thời địa lợi nhân chia cộng trừ rồi anh em ạ. Bây giờ là mình không còn một cái gì nó nhán chân mình nữa rồi. Bây giờ là không ai có thể cản bước được Sigo Official nữa rồi. Bây giờ mà té nữa cái là chỉ có nước là bị chửi ngu thôi nè nha. Bây giờ té là chỉ có là chơi ngu thôi nè, chứ không có gọi là bào chữa được nữa nè các bạn. Rồi đó là bây giờ là mình phải nhảy cẩn thận lại. Ok. Ui, bây giờ mình qua đây vẫn với thời gian 30 phút rồi. À không, 28 phút anh em ạ. 28 phút nhanh lên 2 giây. Nếu như mà anh em nào mà hay chơi speedrun hoặc là coi speedrun ấy thì anh em sẽ biết được rằng á là trong một cái trận mà speedrun hoặc là những cái người mà người ta thi đua với nhau trong speedrun ấy thì chỉ cần hơn nhau tầm khoảng vài giây thôi là đã là hơn nhau rất là nhiều rồi anh em ạ. Nên là hơn 2 giây thôi là thấy là nhiều rồi đó anh em. Hơn 2 giây thì là thấy nhiều rồi đó nha. Rồi cố lên. Mình đã có một cái đoạn xuất phát quá trời đỉnh rồi. Bây giờ mà tới cái đoạn này mà mình không đỉnh được mà mình té nữa là ngu lắm luôn á. À, thực sự là không ai độ nổi Go luôn á Go. Rồi, ui hơi lắc anh em mà, Ui, cái này phải tôi đổ thừa cho má. Cái này phải tôi đổ thừa cho cái sự nhảy ngu của tôi đâu. Nhưng mà cái này map này lắc thiệt anh em. Ui, thêm cái chiếc cờ thời gian vào nó lắc phải trưởng. Ui, biết bài hồi nãy tôi lắp đồng hồ nha. Biết bài nãy tôi lắp đồng hồ ngoài phần mềm mềm edit rồi. À, cay thế nhờ. Không sao anh em à. Thất bại là mẹ của thành công. Nhưng mà nãy giờ tôi chờ hơi lâu mà bà chưa có đẻ anh em ạ. Tôi sẽ cố gắng anh em ạ, tôi sẽ cố gắng. Ok, bây giờ không biết nói gì ngoài hai chữ cố gắng đó mấy má. Trời đất ơi. Cố lên Go ơi. Hôm nay là hả, tôi đang trễ giờ tập gym luôn. Nhưng mà tôi cố gắng tôi nhảy xong con map này cho anh em xong rồi tôi mới đi tập gym đây nè. Rồi ok, 28 phút nữa, 28 phút, lộn 28 giây nữa. Ôi nhảy cái đoạn này không 28 phút mà mày cũng hơi bị đỉnh đó Go. Là trên thế giới là không ai làm được như mày luôn đó Go. Rồi ok, ngon. Có anh em nào gọi là đã từng nhảy speedrun của map này chưa thì anh em hãy để lại bình luận bên dưới tin cho tôi biết nhé. Chứ tôi là tôi đã từng nhảy rồi nè. Rồi mấy đứa em mà tôi chơi chung là cũng đã từng nhảy rồi nè.
đó. Là nói chung là những cái người mà tôi chơi chung là hồi xưa tới bây giờ là mà có chơi mini world nhá, là đã từng gọi là nếm trải qua cái mùi vị hành của cái map bước nhảy không gian này rồi. Thực sự là cái thời mà chưa có cái kỹ năng bám tường mà anh em chưa thạo nhiều á, nhiều anh em bị hành bởi con map này lắm. Ừ, mặc dù là map này là tôi xây là không có skill củng gì nhiều để cho anh em bám tường đó nha, nhưng mà nhiều anh em bị hành lắm. Hồi xưa map này còn bị bảo là map lỗi mà anh em, tại vì có cái đoạn mà bám tường á anh em, bám hai block á anh em chưa làm đoạn nó lỗi, đoạn nó lên không được. Đấy, nhưng mà tới khi mà anh em bám tường được rồi thì anh em mới thấy là cái đoạn đấy lên dễ ẹt anh em ạ. Ok. Ok. Đoạn này thì cứ không cần hết đà đâu anh em. Đoạn này thì mình cứ gọi là bám tường cho nó chắc, tại vì hết đà nhiều khi mình canh không chuẩn á là mình rớt xuống dưới liền. Rồi lắc quá các bạn ơi, lắc quá các bạn ạ. Cái đồng hồ nó chạy lắc quá. Có thể nào cho tôi dùng một cái lệnh nào đó để ẩn luôn cái đồng hồ đi được không ạ? À? Dạ, tự nhiên chưa bao giờ mình thấy két cái đồng hồ như bây giờ. Ôi trời ơi, hồi nãy lỗi ở đoạn kia anh em ơi. Lỗi một phát thôi mà đi hết một giây của tôi rồi. Cay thế à. Lỗi một phát thôi anh em à, lỗi một phát đi hết một giây rồi. Cay thật anh em, cay thật. Ui, lỗi một phát nó đi hết một giây à. Không sao, không sao, không sao, không sao. Không sao, ok. Không sao, không sao, không sao. Chúng ta vẫn vớt vát được, chúng ta vẫn vớt vát được. Ok, hồi nãy nhìn mình đi tới đây là 1 phút 40 mấy anh em ơi. Phải không ta? Hồi nãy cái đoạn mà cuối cùng mình té là 1 phút 40 mấy phải không ta? Đây, bây giờ mình đi tới đây là tầm khoảng 1 phút 49 thôi nè. Ok. Go away! Lần thứ N. Uầy, tôi không biết là tôi phải nhảy lại bao nhiêu lần nữa các bạn à. Nhưng mà để có một cái video speedrun chuẩn chỉ thì chúng ta phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Rất có thể là trên video anh em chỉ có thể thấy tôi nhảy đi nhảy lại tầm khoảng 10 lần thôi. Nhưng biết đâu được tí nữa mình nhảy cả 100 lần sao ai biết được à. Ok, ok. Ui ui, ui lắc anh em ơi. Đoạn lắc. Oh my god. Ok, được rồi. Đoạn này tôi tự tin rồi anh em ạ. Ok, đoạn này là tôi tự tin rồi. Đoạn này tôi tự tin là tôi không té được nữa anh em. Ui rồi. Ok. Ok. 2 phút 17 giây. Rồi. Đoạn này là tự tin lắm rồi các bạn ạ. Đoạn này té người thôi luôn á, nghỉ cô ơi. Đoạn này là tôi là phải nhảy là gọi là sức đầu mẻ chán cái đoạn này nhiều lần lắm rồi anh em. Mặc dù là cái đoạn đầu nó có hơi nó hơi khó một vài đoạn, nhưng mà mấy cái đoạn phía sau là toàn những đoạn dễ không à. Đó. Anh em nào mà chơi map này rồi là biết cái đoạn phía sau này dễ ẹt anh em à. Mấy đoạn hầu như là cho không điểm luôn anh em, là cho không để qua luôn á. Đó. Ôi giời. Ôi ôi, tại sao lại lắc đúng lúc đấy? Tại sao lắc đúng lúc đấy à? Cái đấy à? Rồi ok. Rồi. 3 phút mấy, tôi nghĩ là kịp anh em ạ. Tôi nghĩ là kịp. Tôi nghĩ là 3 phút kịp. Ok. 3 phút kịp không? Hồi nãy còn một đoạn lỗi nữa anh em à. Tôi nghĩ là ngay đoạn này là tôi cố gắng tôi đi để coi là mình sẽ về trong bao lâu trong cái đoạn này thôi. Chứ một xíu nữa là mình sẽ nhảy lại thêm phát nữa, tại nãy nó lỗi một cái đoạn cuối cây thì chứ. Lên! Ok! 3 phút 53 giây. Yes. Ok. À, nhưng mà đã có một đoạn lỗi anh em ạ. Nãy
giây thì trước nãy có một đoạn lỗi em. Mình chính xác là mình kết thúc từ 3 phút 50 mấy giây hả ta. Nhưng mà cái map này nó đang bị lỗi cái đồng hồ. Cái đồng hồ nó đang không có được chính xác á. Nên là bây giờ nó đang chạy lên 4 phút rồi anh em ạ. Nhưng mà hồi nãy là mình lỗi cái khúc này nè. Cày thế nào. Hồi nãy cái đoạn này mà không té rớt cái đoạn này là ngon rồi. Hồi nãy mình tham anh em. Hồi nãy cái đoạn này mình định nhảy là mình nhảy qua luôn, nhưng mình không bắt tường rồi mình tham. Đào đời nó tôi buồn quá các bạn à. Nên là các bạn hãy bấm like để tôi hết buồn đi anh em. Cái nút like ở đây nè anh em. Bấm cái nút like đi. Bấm đi. Bấm ra. Được rồi. Reset. Ôi trời ơi. Hồi nãy là hình như là 3 phút 53, 58, 56 gì ta. Nói chung là tôi quên mất là hôm nay mình nhảy bao nhiêu phút rồi anh em ạ. Nhưng mà nói chung là bây giờ tôi sẽ cố gắng, tôi chạy xuống còn 3 phút 4 mấy thôi. Không biết được không nhưng mà sẽ cố gắng anh em ạ. Ok ok. Ok, thấy tới đây là 22 giây là thấy cũng ổn áp rồi nè. Qua này. Qua này, ok. Hợp lý 10 điểm, ok, đang rất là đẹp anh em ạ. Những cái bước nhảy của mình đang rất là thần sầu, những bước nhảy đang rất là điệu nghệ, những bước nhảy đang rất là điêu luyện anh em hiểu không? Những cái bước nhảy ban đầu đang thấy là khá là đẹp rồi. Ok, chị hy vọng là chúng ta sẽ không mắc lỗi nào thôi. Chơi sẽ biết lên sợ nhất là mắc lỗi thôi anh em ạ. Rồi. Uầy, đẹp luôn. Uầy, đẹp luôn. Uầy, pha vừa rồi không cần bắt tường, đẹp luôn đó bạn ạ. 10 điểm. Ôi giời, tiếp, cố lên rồi. Ôi giời, ok. Uầy, lắc quá anh em ạ. Nó chạy cái đồng hồ lắc quá. Tôi không tin là mình sẽ không mắc lỗi anh em, tôi không tin là mình sẽ không mắc lỗi. Bởi vì phàm là cuộc sống, sinh ra thằng Go rồi là sẽ không có tính cẩn thận anh em ạ. Ok. Ok, đang đẹp. Ôi, đang đẹp. Tôi thấy tôi hấp tấp quá anh em ạ, tôi thấy hấp tấp quá. Vì phải đi từ từ lại các bạn nè, phải đi từ từ lại. Ờ. Anh em biết sao không? Tại vì hiện tại là tôi đang chạy cái thời gian ở trên á. Nên là nó bị lắc quá. Anh em nào mà có cái trigger nào hay là cái có cái script nào mà kiểu để làm ra một cái đồng hồ tính giờ mà kiểu cho nó ổn áp tí mà không bị lắc á, anh em chia sẻ giúp tôi với anh em ạ. Anh em giúp tôi với nha, tôi xin anh em ấy. Ờ. Chứ để cái đồng hồ này mà tôi chơi như này là tôi đã lắc rồi. Mà nói chung là khi mà tôi chơi lắc là tôi không dám share cái map ra cho anh em chơi đâu. Cái map này hiện tại vẫn đang là cái map cũ, tôi chưa dám update cái đồng hồ này vào. Bởi vì tôi cứ trước khi mà tôi update một cái gì đấy tôi phải test trước xong rồi tôi mới đưa tới cho anh em được. Hiện tại tôi thấy cái đồng hồ lắc quá. Chơi bắt cua thì mình có thể không có đồng hồ được, nhưng mà chơi bắt cua mà lắc thì chắc chắn là không chơi được rồi. Ờ à. Rồi cái pha này nhảy đúng đẹp luôn em ạ. Mà lại lỗi á. Ui, lỗi ngay cái đoạn mà mình nhảy quen luôn rồi chứ. Cay thiệt anh em. Cay thiệt luôn á. Nữa. Tham nha ông Ngô á. Mày tham nha ông. Ông bà xưa của chúng ta từng có câu các bạn ạ. À. Đời là bể khổ, mà qua được bể khổ là qua đời. Ôi nó cũng chỉ là cái duyên phận thôi anh em ơi. Ui dồi ôi, nãy giờ hơi bị cay rồi anh em ạ. À. Định làm một cái clip bắt cua vô cùng chất lượng cho anh em coi mà chất lượng đâu không thấy đấy, nãy giờ gọi là toàn là lượng máu oxy thiếu lên não không á má. Trời đất ơi, cây thế nhỉ. Ok. Tập trung là rồi, focus nè. Bây giờ là tôi sẽ bật cái bản năng vô cực của Naruto của Son Goku lên để tôi chơi nè. Đó, sử dụng haki quan sát của Luffy luôn. Rồi. Cố lên. Không. Haki quan sát của Luffy thì nó chưa được mạnh lắm anh em ạ. Haki quan sát của Katakuri. Ừ. Bước nhảy hoàn hảo liền. Trời ơi, bám tường lên phát bước nhảy hoàn hảo liền. Sao mà đỡ được. Ui dồi ôi, pha xử lý quá là đẳng cấp đấy từ vị trí của Shiro. Pha đấy mà người bình thường là té rồi anh em, nhưng mà không, tôi là Shiro nhé. Rồi, ok. Ủa, nhưng mà lên tới đoạn này mà 7 giây thì cũng hơi nhiều anh em ạ. Thế là cũng hơi nhiều nhé. Hình như là mình chậm đi mất so với 1 giây so với lần nhảy trước rồi các bạn ạ. Ok. Ok. Cố lên nào thôi. Rồi. Trời ơi, trời ơi. 4 bước nhảy hoàn hảo anh em ạ. Ui, đoạn đấy tôi nhảy được 4 bước nhảy hoàn hảo anh em thấy không? Ui, được. Ôi, chưa lên tới. Ôi, hồi nãy định quay đầu lên vô trong để nhảy rồi. Hey, ok. Ngon đào cà lành,
Ok. Tới đây được là ngon rồi anh em ơi. Ui ôi nhưng mà Lắc. Ui khoan, chưa khinh được anh em à. Tới đây thì cái con quỷ mang tên Lắc nó vẫn có thể giết được tôi anh em ơi. Rồi, tôi vẫn phải cố gắng đề phòng hết mức có thể gọi là cái con quỷ tên Mặn Lắc này. Ok. Đẹp rồi. Đẹp luôn. Quá đẹp. Ôi trời ơi. Tuyệt vời. Rồi tới cái đoạn này. Cái đoạn này là cái đoạn hồi nãy mà làm tôi nuối tiếc mà tôi phải quay lại nè anh em à. Bây giờ tôi phải nhảy đoạn này cẩn thận xíu. Ok. Rồi hết nuối tiếc rồi. Lần này sẽ phá kỷ lục lần trước cho coi. Lần này phá kỷ lục anh em à. Rồi, ok. Ok. Lần này sẽ phá kỷ lục. Xô kèo, lần này phá kỷ lục. Hứa. Rồi, ok. Yes, ok đó bà, lần này phá kỷ lục nha. Ôi, thời gian nó sắp đi lắm rồi. Lên luôn rồi. Ừ, hay, tuyệt vời. Qua luôn. Thời gian nó sắp đến lắm rồi. Qua. Rồi 3 phút 49 giây. Uy tín luôn. Nhưng mà tôi có thể làm được tốt hơn như thế nữa các bạn ạ. Ok các bạn ạ, tôi vừa check qua thì cái quả hồi nãy là tôi nhảy về đích là 3 phút 53 giây. Nói chung là cái thời gian nó bị delay luôn, nhưng mà thôi mình tính theo thời gian luôn đi ha. Là khi nào đồng hồ dừng thì mình tính luôn. Còn cái quả này là coi như là phá cái lục rồi đó anh em. 3 phút 49 giây. Uầy, có anh em nào có cái chiếc gờ đồng hồ nào mà nó kiểu nó đỡ lắc không, nó kiểu nó perfect xíu không, để tôi đưa vào map của tôi, để tôi sẽ làm một cái video làm lại cho anh em. Tôi sẽ nhảy lại cho anh em, bởi vì cái video này tôi chưa nhảy tốt lắm. Thật sự cái video này nó lắc quá các bạn ạ. Cả cái chiếc gờ đồng hồ này mà nó lắc quá, nên là nhảy nó không được tốt anh em hiểu không? Đấy. Nên là anh em nào có những cái chiếc gờ nào mà về đồng hồ mà lưu lại giống vậy nè, anh em chia sẻ giúp tôi nha. Tôi sẽ ghé vô trong cái map này sẵn hả, để tạo ra một cái giải dành cho anh em luôn, một cái giải nhỏ luôn. Nếu như mà anh em muốn tôi làm ra một cái giải mà kiểu speedrun cái con map bước nhảy không dây này của tôi á, thì anh em hãy bấm like cho cái video này. Nếu như cái video này đạt được tầm khoảng 10.000 like thì mình sẽ coi như đó là cái lời xác nhận của anh em về cái việc mà anh em đồng ý cho tôi mở giải về map bước nhảy không gian này. Và cái nơi để gửi giải ở đâu và giải như thế nào thì tôi sẽ bật mí cho anh em khi mà video này đạt được 10.000 like nha. Ok, và nói chung thì ngày hôm nay là mình đã speedrun được cái con map này rồi. Anh em nào có thời gian speed run nhanh lên tôi, đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì video này cũng đã tới rồi, và nếu như bạn nào thích cái này đừng quên để lại một like và xem một share đăng ký của mình cho kênh YouTube Kishino Official, đồng thời bấm báo kênh bên dưới để báo mỗi khi đưa ra video mới nha bạn ơi. Những video sớm được bấm chia sẻ đăng ký nha. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại bạn những video kế tiếp. Bye bye.